من آداب الإسلام الاستئذان، أن تستأذن قبل أن تدخل على البيت، قبل أن تدخل على غرفة، لابد من الاستئذان. نعم. Và từ những cung cách đạo đức của người Muslim, đó là chúng ta hãy xin phép trước khi chúng ta bước vào nhà một ai đó. تدق الباب. Và chúng ta hãy gõ cửa cho người đó. أو تقول السلام عليكم أدخل. Hoặc là chúng ta nói السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tôi có thể vào không? نعم. إذا قالوا لك ادخل أو فتحوا لك الباب أذنوا لك بالدخول تدخل وإلا تمشي تنصرف. Và nếu như chủ nhà cho phép chúng ta vào hay là chủ nhà mở cửa thì chúng ta hãy bước vào nó. Và nếu như chủ nhà không cho phép thì chúng ta hãy quay lại và đừng bao giờ vào. يحرم الدين الإسلامي أن ما يصنع البعض ينظر مثلا في داخل البيوت. نعم. Và tôn giáo Islam nghiêm cấm những tín đồ tò mò về những gì bên trong nhà của người khác, đừng bao giờ tò mò và nhìn lén những gì bên trong nhà của người khác. اطلاع على العورات، اطلاع على ما في داخل البيت، هذا ليس لك أن تطلع تنظر تتجسس تسمع صوت. نعم. Chúng ta đừng bao giờ tò mò vì những thứ ở bên trong nhà của người khác, bất kể là những hiện vật hay là những điều xảy ra bên trong nhà đó, những gì chúng ta nhìn hay là chúng ta nghe thì chúng ta hãy tránh xa nó. نعم. حتى إذا أراد الرجل يدخل على زوجته كذلك يستأذن إما بالسلام أو يدق الباب. Và bất kể là người chồng khi mà muốn bước vào phòng của người vợ đó thì hãy bắt đầu mình là chào salam hoặc là xin phép. نعم.